quý vị và các bạn, theo Bộ Công Thương cho biết, đến nay hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế đã đạt được kết quả rất tích cực khi Việt Nam ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do FTA. Năm 2015, khi kết thúc đàm phán FTA với EU, TPP, thì Việt Nam đã có hiệp định thương mại tự do với 55 nền kinh tế, trong đó 17 trên 20 đối tác của G20 và 7 trên 7 đối tác của G7. Với một tỉnh miền Trung còn nhiều khó khăn như là Phú Yên, thì hội nghị phổ biến thông tin về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên tổ chức với sự tham gia của gần 400 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp đã chứng tỏ vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế rất được chú trọng. Thì chúng tôi cũng đã nhận được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh là sẽ tiếp tục cho anh em cập nhật các cái nội dung của hiệp định và là lược lại, biên soạn lại cho nó nội dung nó gần gũi với cái điều kiện phát triển kinh tế của tỉnh Phú Yên hơn, và trên cơ sở đó là phổ biến lại cho cộng đồng doanh nghiệp nắm bắt những vấn đề cụ thể hơn của trong hiệp định này. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, trưởng đoàn đàm phán chính phủ, đã tập trung truyền tải những nội dung quan trọng, các cam kết về thuế, cơ hội và thách thức của các FTA thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Liên minh Kinh tế Á Âu VNEAEU FTA, v.v. Đồng thời gợi mở những giải pháp hướng đi để lãnh đạo và các doanh nghiệp tỉnh Phú Yên nghiên cứu, tận dụng tốt cơ hội mà các hiệp định thương mại đem lại. Đại diện Ngân hàng Vietinbank Phú Yên, một trong những doanh nghiệp lớn tiêu biểu của tỉnh, chia sẻ: hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội lớn ngành thương mại dịch vụ tài chính ngân hàng hợp tác phát triển. Do đó, thời gian qua, Vietinbank Phú Yên đã có những đổi mới mạnh mẽ và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, cung ứng những sản phẩm, dịch vụ ngày càng đa dạng và chất lượng đến khách hàng. Trong năm 2015, huy động vốn của ngân hàng đạt gần 2.000 tỷ đồng, tăng trưởng 19,68%, dư nợ 1.832 tỷ đồng, tăng trưởng 44,3%, cao hơn 3 lần tốc độ tăng bình quân toàn tỉnh. Tuy nhiên, dù đã chủ động trong hội nhập, nhưng những thông tin về thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, các quy định xung quanh hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cần được cung cấp tại hội nghị là những thông tin rất quan trọng cần thiết đối với ngân hàng. Các bạn chung vui chúng tôi thì hôm nay thì rất là vui, được rất là vinh dự được tham dự cái lớp mà được Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh có cái báo cáo, thì qua cái được nghe thì rõ ràng là chúng tôi có sáng mắt, sáng lòng và sáng lên rất là nhiều việc. Và cái việc mà đây trước mắt chúng tôi, đây là những cái thách thức cho chúng tôi, đây là những cái mà cái việc mà đó là nâng cao cái trình độ, nâng cao cái năng lực để của cán bộ, công nhân viên, và đồng thời là thích ứng một cách hết sức là toàn diện với cái việc chuyển đổi, để góp phần làm sao mà để cho Vietinbank chúng tôi coi như là Vietinbank nói chung, hoặc trong đó Vietinbank Phú Yên chúng tôi là coi như là cùng cả với hệ thống là sẽ hội nhập sâu và rộng một cách vững vàng. Còn Hội Doanh nghiệp Phú Yên cho rằng, quan hệ thương mại tự do với các thị trường lớn sẽ tạo ra đột phá cho xuất khẩu của Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng. Các mặt hàng như thủy sản, đồ gỗ, cá ngừ đại dương, v.v. là những sản phẩm có thế mạnh của Phú Yên sẽ có cơ hội phát triển. Các doanh nghiệp Phú Yên sẽ được hưởng lợi khi biết tận dụng các cơ hội, hình thành chuỗi cung ứng, tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất trong khu vực và toàn cầu. Cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi rất là cảm nhận, hiểu sâu về các cái hiệp định này ở cái mức độ cao hơn thông qua cái tự nghiên cứu mình, thì chính cái điều này cũng sẽ giúp cho doanh nghiệp nhận thức được vấn đề nó chính thức đầy đủ, nó toàn diện hơn. Lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết, để chủ động hội nhập, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung vào công tác đào tạo cán bộ có kiến thức về hội nhập, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách chủ trương của Đảng và Nhà nước về hội nhập. Phấn đấu đến năm 2020, một số doanh nghiệp doanh nhân của Phú Yên có thương hiệu đạt tầm cỡ quốc gia và khu vực. TPP, rồi hiệp định giữa ta với châu Âu, giữa ta với Nga, giữa ta với Hàn Quốc, vừa rồi chính phủ đã ký đó, rất hay. Nhưng mà nó là một cơ hội, nhưng nó là một thách thức. Chúng tôi vừa rồi là đào tạo đi là 123 cán bộ dự nguồn cho tỉnh ủy viên, cho bí thư chủ tịch, cho giám đốc sở, để đưa anh em hiểu thêm là chúng ta cần phải còn đang thiếu cái gì, cần phải làm cái gì và làm như thế nào
đỡ chúng ta là có thể hội nhập được. Các hiệp định thương mại tự do sẽ mang lại cơ hội cũng như là thách thức, những bước phát triển mới đang đặt ra với Phú Yên. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp cần nghiên cứu xác định các lợi thế để vượt qua thách thức, xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế xã hội cùng cả nước hội nhập thành công vào nền kinh tế toàn cầu.